bản sao của những người nổi tiếng luôn gây được sự chú ý vì sự tương đồng ngoại hình thú vị. Không khó để nhận ra những gương mặt cầu thủ này. Nhiều dân mạng còn đặt câu hỏi liệu có phải họ hoặc là anh em họ xa với họ hay không. Ví dụ thủ môn Bùi Tiến Dũng, ngoài em trai là Bùi Tiến Dũng, còn có một cậu em họ nào đi lạc không mà hình ảnh này trông rất giống. Có nét mặt cương nghị, lộ xương và những điểm mà bản chính và bản sao cùng sở hữu. Tiếp theo là một bức ảnh một người trung niên trông rất giống Bùi Tiến Dũng đang cầm iPhone X và đi ăn tiệc. Và đây chúng ta có thể thắc mắc là Văn Lâm hề tay trái là thợ điện có phải không, nhưng không phải, đó chính là một anh thợ điện được mệnh danh là Lân Ta, có gương mặt cũng như thân hình giống hệt Lân Tây. Mọi người hoài nghi đây có phải là anh em họ xa của Lân Tây không, nhưng đây không phải. Tiếp theo, Văn Toàn phiên bản thợ xây được đường nét trên khuôn mặt hao hao rất giống bản chính, cùng với gương mặt và mái tóc giống hệt bản chính. Công Phượng phiên bản sinh viên mặc cả đồng phục bóng đá trên giảng đường trông anh chàng rất là ngơ ngác và ngáo ngơ, nhưng cực kỳ giống bản chính. Và đây cũng là một số bản sao của Công Phượng có khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt rất là giống. Tiếp theo, Hà Đức Chinh phiên bản điện ảnh, đôi mắt nhỏ khiến hai phiên bản này xích lại gần nhau hơn. Cuối cùng đó chính là Quang Hải, một phiên bản cực kỳ giống. Nhiều người gọi đây là tương lai của Quang Hải khi tuổi đã tứ tuần. Và là thật bất ngờ khi chúng ta nhìn thấy huấn luyện viên Park Hang-seo chạy Grab, làm xe ôm, đọc báo, ngồi chờ đá về hè